Chào bạn đã quay trở lại với kênh Đồng Hải Chiều và tụi mình lại là chuyên mục Mấy Hỏi Gì Trả Lời đây. Tuần này thì có vẻ hơi buồn một chút xíu khi mà tụi mình lại không nhận được nhiều câu hỏi từ phía các bạn. Tuy nhiên thì vẫn trong một cái sự nỗ lực nào đó vẫn có đủ câu hỏi để có thể tiếp tục làm chuyên mục Mấy Hỏi Gì Trả Lời vào tối thứ bảy hàng tuần. Rồi bây giờ thì chúng ta hãy cùng tới với câu hỏi đầu tiên ngay sau đây nhé. Đầu tiên của bạn Phi Bùi, bạn hỏi là lên dây cót là vặn núm từ góc 6 giờ lên 12 giờ, nhưng mà nếu vặn ngược lại từ góc 12 giờ xuống 6 giờ là chức năng gì vậy ạ? Mình vặn ngược lại thấy đồng hồ kêu tành tạch thì có ảnh hưởng gì hay không? Cảm ơn câu hỏi của bạn Phi Bùi ha. Thì cái này thật ra để mình trả lời ngay thì nó cũng hơi khó, bởi vì mình cần biết là cái dòng đồng hồ bạn đang sử dụng là dòng đồng hồ gì. Thì một số dòng đồng hồ thì nó chỉ có một chức năng là quay xuôi thôi, chứ nó không quay ngược thì nó không có chức năng gì hết. Hay đôi khi nó cũng có cái chức năng là quay xuôi thì kim nó quay thuận chiều kim đồng hồ, còn quay ngược thì nó sẽ quay ngược chiều kim đồng hồ. Thì đây cũng là một trong những cái loại chúng ta có thể dễ gặp trên đồng hồ cơ. Tuy nhiên nếu mà đồng hồ bạn có chức năng đó thì mình khuyên là các bạn hãy chịu khó quay thuận cho nó quay đúng theo cái chiều kim đồng hồ, đúng theo cái thuận tự nhiên của nó, để tránh những cái khớp khi mà nó quay ngược lại cái chiều kim đồng hồ. Tại vì rõ ràng là nhà thiết kế cũng không có ai mà chủ động làm chiếc đồng hồ nó quay ngược cái kim đồng hồ ha. Và cái thứ ba là đôi khi nha, một vài chiếc đồng hồ mà nó cao cấp một chút á, nó cũng sẽ có tính năng là quay ngược, nó sẽ chỉnh một cái thông số khác. Ví dụ chúng ta quay xuôi á là để chỉnh kim đồng hồ, còn chúng ta quay ngược là để chỉnh cái ngày tháng trong chiếc đồng hồ đó. Thì chúng ta cũng sẽ có chức năng đó. Thì thường là nếu mà có chức năng mà chỉnh một lần hai thông số như vậy á thì nó sẽ yêu cầu chúng ta phải nhấc cái khớp ra để nó tiếp xúc với những cái bánh răng khác, từ đó nó xoay ở những cái bánh răng phù hợp để nó tránh ảnh hưởng tới bộ máy bên trong. Thì ở đây tổng kết lại thì tùy dòng đồng hồ, và nếu bạn muốn cụ thể hơn thì bạn cho tụi mình xin thêm cái mã đồng hồ hay là cái dòng đồng hồ của bạn ha. Và với những cái trường hợp mà Duy nêu ra ấy, thì hy vọng là các bạn có thể tìm cho mình được một cái gọi là phù hợp nhất với mỗi đồng hồ mà bạn đang sở hữu, đúng không nào? Rồi ok, cảm ơn câu hỏi của bạn Phi Bùi và chúng ta sẽ tới với câu hỏi thứ hai. Đến với câu hỏi thứ hai của bạn Đặng Thanh Vinh, bạn có hỏi: mình dùng đồng hồ cơ ít đeo nhưng lại hay vặn cót thường xuyên thì có ảnh hưởng lớn đến tuổi thọ của đồng hồ hay là không? Ở đây cũng là một trong những cái lý do và rất là nhiều những cái sự thắc mắc của người dùng. Vậy thì Duy có thể hỗ trợ chị trả lời cho cái thắc mắc của bạn Đặng Thanh Vinh này không? Rồi, cảm ơn câu hỏi của bạn Vinh ha. Đồng hồ ít đeo mà lại hay vặn cót tay, mình chưa hiểu cái ý này của bạn. Tại vì ít đeo thì cứ để đi chứ tại sao phải vặn cót tay, đúng không nè? Hay là bạn muốn duy trì chiếc đồng hồ chúng ta nó luôn chạy để chúng ta sẵn sàng sử dụng, đúng không nè? Ok, đó cũng là một ý tốt. Thì đây cũng sẽ tùy vào cái dòng đồng hồ bạn sử dụng luôn. Có những dòng đồng hồ nó chỉ chuyên lên cót tay thôi thì tất nhiên cái việc mà chúng ta vặn cót tay là một cái lẽ bình thường. Còn với một số đồng hồ mà nó lên cơ tự động, nó thường nạp năng lượng theo cái chuyển động của tay chúng ta, thì việc chúng ta lạm dụng cái việc vặn cót tay quá nhiều nó cũng sẽ giảm tuổi thọ đồng hồ đi. Cho nên để trả lời cái ý thứ hai là có giảm tuổi thọ đồng hồ không thì trả lời là có. Rồi còn về việc mà bạn không dùng đồng hồ thường xuyên mà bạn vẫn muốn duy trì một cái nguồn năng lượng của nó, thì mình nghĩ là một giải pháp nó toàn diện cho bạn nhất đó chính là sử dụng hộp xoay đồng hồ. Với những cái loại hộp xoay mà nó cao cấp một chút xíu thì nó có tính năng là vừa trữ cái năng lượng trên đồng hồ chúng ta, và nó cũng làm cho cái dây cót bên trong nó không có bị quá căng cứng, nghĩa là nó không phải xoay liên tục, nó không phải nạp năng lượng liên tục. Thì đây là cách mà mình thấy là toàn diện nhất để giữ chiếc đồng hồ chúng ta luôn sẵn sàng để chúng ta sử dụng mà nó cũng không gây hại đến bên trong, kể cả về vặn cót tay hay về cái dây cót bên trong. Đây mình thấy là cái phương pháp hay nhất. Thì bạn chắc là bạn Vinh cân nhắc về cái vấn đề này ha. Rồi, vậy thì là bạn hoàn toàn có thể để cho đồng hồ của mình nghỉ ngơi một chút, đúng không? Đúng. Cũng không khuyến cáo là chúng ta nên thường xuyên lên cót bằng tay thường xuyên nhé. Rồi ok, chúng ta sẽ cùng tới tiếp theo một câu hỏi của bạn Hiếu Trần, là câu hỏi thứ ba. Bạn hỏi là cho mình hỏi đồng hồ bị nhiễm từ thì có biểu hiện như thế nào và cách khắc phục ra làm sao? Trong tầm giá trên 10 triệu thì có mẫu đồng hồ nào có khả năng chống từ tính hay là không? Cảm ơn và chúc đồng hồ chiều thành công hơn nữa. Một cái tên khá là quen thuộc. Bạn Hiếu Trần. Rồi, cảm ơn bạn Hiếu ha. Về đồng hồ bị nhiễm từ thì cái dễ nhận ra nhất đó chính là bị chạy sai giờ các bạn. Và nếu bạn để ý, nếu mà cái đồng hồ bạn nó chạy sai trong thời gian nó liên tục khoảng từ 3 đến 4 ngày dù các bạn đã có chỉnh lại rồi, thì khả năng rất là cao là nó bị nhiễm từ rồi. Thì đó là một trong những cái dấu hiệu dễ nhận ra nhất. Ngoài ra có thể nặng hơn là chiếc đồng hồ có thể bị đứng máy luôn, hoặc là
cái vòng xoay nó không còn trơn tru nữa, thì đây cũng là một trong những cái dấu hiệu của việc đồng hồ của bạn bị nhiễm từ tính. Và thật sự là cái việc bị nhiễm từ là một trong những cái nó rất là kỵ với đồng hồ, và khuyên là khi mà đeo đồng hồ mà nó chưa thật sự đảm bảo về mức độ chống từ thì mình nghĩ là bạn nên né những cái nguồn có từ tính ra, ví dụ như là nam châm nè, ví dụ như là lò vi sóng nè, để mà né ra để mà tránh ảnh hưởng đồng hồ chúng ta ha. Có nhiều bạn hỏi là mình là dân IT, thường xuyên phải ngồi với máy tính, thì liệu rằng cái việc đó nó có ảnh hưởng gì tới là ở đồng hồ bị nhiễm từ tính hay là không? Đó, thì theo như chị biết là trừ khi mà chúng ta đặt trực tiếp lên máy tính thôi, còn lại nếu mà chúng ta vẫn sử dụng hàng ngày như thế này thì chắc là nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều đâu ha. Thật ra từ trường á, nó có xung quanh chúng ta, mình ngồi ở đây nó cũng có từ trường xung quanh mình nữa, chẳng qua là cái cường độ của cái từ trường đó nó không có đủ để làm ảnh hưởng tới những cái thiết bị xung quanh mình thôi. Cho nên mình tin là với những cái màn hình máy tính như thế này á, thì nó cũng không phải là quá nặng. Chắc chắn nó sẽ có một phần đó nó ảnh hưởng ha, nhưng mà nó sẽ không có quá nặng và nó sẽ không gây những cái trường hợp thật sự gọi là thương tâm cho những chiếc hộ chúng ta, thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm ha. Rồi, ok. Vậy thì về cách khắc phục, Duy cũng đã vừa nêu rồi là chúng ta hạn chế để gần các thiết bị có nhiều từ tính không nào. Rồi, ok, chúng ta hãy cùng đến với ý thứ hai đi. Là trên tầm giá 10 triệu thì có đồng hồ nào có khả năng chống từ tính hay là không? Rồi, về cái ý thứ hai là bạn hỏi là trong tầm 10 triệu có đồng hồ nào có khả năng chống từ tính hay không? Thì đây chắc là mình sẽ giới thiệu một cách nó hơi thực dụng một chút. Đó là mình giới thiệu các bạn về dòng đồng hồ Casio T-Shock. Thì đây là dòng đồng hồ mà họ đã có cái sự chủ động trong việc tránh chiếc đồng hồ bị nhiễm từ trường thông qua những cái thiết kế về bộ vỏ cũng như là phần cái lóc máy bên trong. Thì đa số đồng hồ T-Shock ở cái tầm khoảng trên 7 triệu là những cái dòng đồng hồ nó thiên về mặt chức năng, về mặt kỹ thuật rồi đó. Như những cái dòng như là Mudmaster hay là Rangeman á, thì nó đều có khả năng chống từ rồi. Cho nên bạn hoàn toàn, nếu mà các bạn làm trong một cái môi trường mà nó từ tính quá nhiều, mà nó quá căng thẳng như vậy á, thì mình nghĩ là chỉ có G-Shock nó phụ được cho các bạn thôi nha. Và bạn cũng lưu ý luôn á, là G-Shock dù bình thường nó chống từ tốt hay đâu, mà nếu các bạn mở cái bộ lóc máy ở bên trong ra thì nó cũng hư bình thường. Và G-Shock khi mà đã bị nhiễm từ trường rồi thì nó sẽ hư nặng hơn so với những cái đồng hồ cơ khác. Cho nên là bạn lưu ý một tí xíu ha. Còn nếu bình thường thì mình nghĩ là G-Shock sẽ là người phục vụ bạn tốt trong cái môi trường nhiều từ tính như vậy. Rồi, cảm ơn Duy với một cái sự lựa chọn dành cho bạn Hiếu Trần nhé. Rồi, chúng ta sẽ cùng tới với câu hỏi tiếp theo, là câu hỏi có nội dung G-Shock có thật sự bền hay là không? Một câu hỏi mà tại sao chị nghĩ là bền chứ nhỉ? Tại vì xưa giờ G-Shock nổi tiếng với cái việc là quá bền bỉ rồi. Vậy thì không biết là cái câu hỏi này thì Duy có nhận định như thế nào không? Rồi, G-Shock có bị sự bền hay không? Bản thân mình là một người sử dụng đồng hồ G-Shock rất là nhiều. Từ trước đến nay mình dùng chắc trên dưới chắc cũng khoảng gần 30 con đồng hồ G-Shock là có. Và để trả lời câu hỏi này thì thật sự bền hay không, thì câu trả lời mình chắc chắn là không. G-Shock không thật sự bền. Trong 30 con sử dụng thì chắc là khoảng có 28 con là rất bền, nó vẫn chạy bình thường tới thời điểm hiện nay. Nhưng có 2 con sẽ gặp một vài cái trục trặc. Đó chính là lý do tại sao mà chúng ta có những cái câu chuyện về việc bảo hành. Chúng ta có những cái chúng ta cần phải sửa chữa. Chứ nếu mà nó bền quá thì cũng đâu quan nghĩ đến bảo hành làm cái gì. Thì G-Shock á, mặc dù á là cái đặc điểm quá nổi bật của nó là cái sự bền bỉ đi, tuy nhiên khi mà chúng ta sử dụng thực sự là không có bảo quản kỹ, hay chúng ta có những cái tác động gọi là cố tình đập phá nó, hay thậm chí có nhiều người ta bỏ luôn nước sôi ta lục lên, người ta drop test, người ta làm rất là nhiều trò, thì G-Shock đôi khi nó không phải là một cái thao tác tự nhiên của con người, mà nó là những cái nó khác bên tác động bên ngoài. Hay các bạn để cho dưới đất cho xe cán qua, làm sao mà có cái trường hợp nào bạn đeo đồng hồ trên tay mà xe cán qua được như vậy, đúng không nè? Thì nó sẽ có một vài trường hợp mà chúng ta quá căng thẳng với chiếc đồng hồ thì rõ ràng nó sẽ có bị hư thôi. Tại vì của bên bạn người mà even là G-Shock hay là những đồng hồ khác, thì chắc chắn là nếu mà sử dụng không bảo quản không kỹ thì nó sẽ bị hư. Nhưng mà nói đi cũng nói lại, để các bạn yên tâm là G-Shock và đồng hồ triệu cũng là những cơ sở mà có cái chế độ bảo hành rất là tốt. Cho nên nếu thật sự các bạn không có quá gọi là quá phá chiếc đồng hồ thì rõ ràng tụi mình vẫn ở bên cạnh các bạn để hỗ trợ các bạn trong những cái trường hợp bị hư hỏng về máy móc hay là về phần mềm bên trong ha. Rồi như vậy thì đó là những cái trường hợp mà có thể nói là chúng ta đang cố tình tác động. Dạ đúng. Còn đối với những cái nhu cầu sử dụng cơ bản hàng ngày thì G-Shock vẫn rất bền và thực sự bền nếu như mà chúng ta biết cách bảo quản tốt nữa, đúng không nào? Dạ đúng rồi. Rồi ok. Đến với câu hỏi thứ năm của chúng ta sẽ có một nội dung là G-Shock made in China, made in Thái Lan và made in Japan thì có gì khác nhau? Made in China, made in Thái Lan và made in Japan. Một câu hỏi khá là hay. Sản xuất ở Trung Quốc, ở Thái và ở Nhật khác gì nhau?
Ở đây mình sẽ chia làm hai cụm. Thứ nhất là Made in China và Made in Thái Lan là một cụm. Và cái cụm thứ hai là Made in Japan ha. Tại vì thật ra các bạn biết là bất kỳ một cái hãng công nghệ nào trên thế giới này, thậm chí là Apple đi, thì họ vẫn rất là thích mướn những cái đất nước mà có cái lượng nhân công mà giá nó tốt một chút để mà họ sản xuất. Thì đây Trung Quốc là một cái thị trường mà có nhiều nguồn nhân lực và cũng như cái mức giá thành trong việc sản xuất của họ cũng rất là tốt. Thành ra là G-Shock cũng chọn là đặt một trong những nhà máy của họ ở Trung Quốc. Và cái nhà máy China này á, là nó sản xuất chủ yếu những cái dòng đồng hồ G-Shock phổ thông, ví dụ dòng DV kép hay là những cái dòng GA, GA 110, GA 110, 100 gì đó. Thì khi mà các bạn lật ra cái phần mặt sau của đồng hồ G-Shock, bạn rất là dễ nhận ra thấy cái cụm từ là Made in China. Thì ở đây các bạn cũng hoàn toàn yên tâm là dù là Made in China, Made in Thái hay Made in Nhật á, thì nó vẫn sản xuất trên một cái dây chuyền công nghệ của thằng Casio Nhật Bản trước nay rồi, chứ không phải là qua bên Trung Quốc nó là một cái gì đó khác. Cho nên các bạn cũng hoàn toàn yên tâm là chiếc đồng hồ chúng ta cũng sẽ không có cái sự chênh lệch về chất lượng quá nhiều. Mình tin là nó cũng sẽ có những sai số nhất định thôi, ví dụ như câu hỏi bền hay không trước nó cũng có những sai số như vậy, nhưng mà gọi là chênh lệch quá nhiều, cái dễ hư cái không cái bền á, thì nó sẽ không có như vậy. Các bạn hoàn toàn yên tâm ha. Rồi Made in Thái Lan thì nó cũng tương tự của China thôi, nó cũng là những cái dòng đồng hồ mà cơ bản của G-Shock. Còn riêng Made in Japan thường đây là những cái dòng đồng hồ mà nó nhất là limited edition, những cái dòng đồng hồ mà nó có giới hạn. Và cái thứ hai là những đồng hồ mà nó thật sự quá cao cấp, những cái tính năng của nó cần cái sự tỉ mỉ và nó cần những cái người ta giám sát kỹ càng á. Hay những cái dòng nó gọi là MTG, những cái dòng mà rất là cao cấp, khoảng 40-50 triệu của G-Shock rồi, thì rõ ràng là họ cần phải sản xuất tại cái đất nước Nhật Bản của họ để mà họ có thể giám sát và họ yên tâm hơn để đưa ra cho người dùng ha. Nói chung là dù Trung Quốc, dù Thái hay dù Nhật thì chúng ta cũng hoàn toàn yên tâm khi dùng đồng hồ G-Shock. Rồi, ok, cảm ơn Duy. Vậy thì chúng ta tất cả mọi thứ thì đều được sản xuất dựa trên một cái quy trình nghiêm ngặt rồi. Nên là nó sẽ không có ảnh hưởng hay là sai số quá nhiều cái độ sự chênh lệch về chất lượng, đúng không? Rồi, cảm ơn Duy cùng với tất cả các bạn đã có những cái câu hỏi rất là hay, thú vị dành cho tụi mình. Và tụi mình rất rất hy vọng một lần nữa các bạn có thể tiếp tục đặt thật nhiều những câu hỏi. Tụi mình sẽ không cảm thấy phiền đâu, người lại còn cảm thấy rất là vui nữa cho tụi mình nhá. Ok, bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn trong những chuyên mục mây hỏi Duy trả lời vào tuần sau nhé. Xin chào tạm biệt.